Đại Bò Tư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 tháng 6 năm 2023. Bò em về trại rất là đông luôn. Có anh chị khách này ở dưới Hưng Mỹ gần chợ Tân Trung của huyện Thành Phú á, lên đây bắt bò bổ béo. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét cái chuồng chốt bò em có xe nhà giao tận nơi. Anh bắt con số 8 con số 9 này về Hưng Mỹ gần của huyện Thành Phú á. Đây bắt cặp bò này con số 8 con số 9 về Hưng Mỹ đường về vô cầu Chẻo Tre của Hưng Mỹ ha. Cái hang này mời anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem tham khảo xem chuồng chốt sẵn tuyến đường em giao anh chị luôn ha. Bò về trại em rất đông luôn, liên tục về trại gồm có bò bê phát kem, cặp kem này rất là đẹp bò. Bò trại em giờ bò khắp kem như vậy là rất đông ha. Bò bê, bò bê cũng chạng này đấu lên lớn hơn nữa. Bò trong trại rất đông bò luôn. Mà anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại tại bò em nhận qua Zalo là một lần nữa để anh chị xem biết. Để bò em cung cấp đầy đủ các giống bò cho anh chị ta hầu lựa chọn con giống gồm bò bê phát kem. Trại em thì rất đông bò phá bằng bò bê á. Phát kem thì ít hơn. Đó, anh khách này ở dưới là Hưng Mỹ nè. Hưng Mỹ gần cầu Chẻo Tre lên bắt bò bổ béo. Cái đó không sao anh, chuồng xi măng. Chuồng xi măng nó quỳ lên quỳ xuống nó lỡ cái nhựa con nào cũng đứt đứt lòng vậy. Rồi. Chuồng xi măng nè, thấy không? Con nào cũng vậy ra, chuồng xi măng nằm lên nằm xuống là cái nhựa nó phải đứt lòng. Không sao mà ra. Đại bò em giờ rất đông bò bê anh chị, có cơ bắp luôn ha. Bò ba bê cơ bắp, bò hấp kem, bò ba bê F1, F2. Thì ít muối có luôn. Đó, anh chị có thời gian đến với trại xem, không điều kiện thời gian đến với trại tại bò em nhận qua Zalo lại một lần nữa để anh chị xem biết. Tại bò em cung cấp đầy đủ các giống bò anh chị tha hồ lựa chọn con giống gồm ba bê hấp kem, ba bê kem, bê bông màu xám đủ màu sắc thôi, bông xám rồi cầm lông lam rất đẹp bò luôn. Đó em bắt toàn bộ là cổ rô ha. Bắt cái trại là cổ rô nha, cổ rô nuôi gỗ béo lên thịt rất là nhanh. Còn con bò mà cổ lãi là nuôi không có lên ha. Cổ lãi mà nuôi hoài hoài nó không có lên thịt. Đặc biệt cái là cổ rô ha anh chị phải xác định nha. Đâu phải con bò là mình nuôi ha. Con bò là nó bắt mình phải biết lựa là cổ kia gọi là cổ rô. Nuôi nó rất là thịt lên rất là nhanh luôn. Còn cái con bò mà cổ dày nhằn ha. Rồi. Là thua nha. Đó, em bắt bò bổ béo là về và anh chị yên tâm bắt bò béo là tiêm phòng vaccine đầy đủ hết. Thì về trại là em đã bò thuần chuẩn. Đó, bò lớn bò hết ha. Khi anh chị xem chuồng chốt xong thì em xịt nước sơn trên bản đồ mỗi một con số thứ tự riêng. Con gì bò gì chiều cao như em nói anh chị biết luôn. Đó, cặp bò này giao cho anh khách này ở dưới cầu Chẻo Tre hơn gần chợ Hưng Mỹ nè. Bắt cặp bò này, hai con bò này là 1m16 ha, 1m16 đáo lên anh chị, lớn bò ha. Đó. Rồi cuối video cảm ơn anh chị đến với trại. Một lần nữa cảm ơn anh chị đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Rồi cuối video một lần nữa cảm ơn. Chào chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và làm ăn thành đạt trong công việc ha. Rồi, em xin cảm ơn.